Chúng ta nhận thấy rằng là cái phần của chúng ta là cầu nguyện một cách nhiệt thành, cầu nguyện một cách chân thành và trung thực, đem những cái mối bận tâm sâu xa nhất của chúng ta lên cho Chúa. Phần của Đức Chúa Trời là sẽ lắng nghe những cái lời cầu nguyện của chúng ta và Chúa sẽ nhân từ đáp lời chúng ta vào cái thời điểm của Chúa, theo cái cách của Chúa và theo cái ý Chúa muốn. Nếu chúng ta làm cái phần của mình thì Đức Chúa Trời không thể không làm cái phần của mình. Tôi khích lệ anh chị em áp dụng cái khuôn mẫu của cái bài cầu nguyện chung này vào trong cái đời sống cầu nguyện của anh chị em. Hãy thiết lập và duy trì cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày đó, thì anh chị em ngày càng sẽ biết được cái cách cầu nguyện sâu nhiệm hơn, anh chị em sẽ biết Chúa nhiều hơn, và đặc biệt là anh chị em sẽ vui thỏa hơn với những cái sự ban cho của Chúa ở trên đời sống của mình. Đừng để khi có nan đề mà cầu nguyện. Thế ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua cầu nguyện với Chúa nhưng mà mình bước vào là mình kêu lên, mình trình dâng những nan đề của mình, chứ mình chưa biết đề cao danh Chúa, mình chưa biết nói về vương quốc Chúa và ý muốn Chúa. Hãy nói với Đức Thánh Linh sáng hôm nay: Chúa ơi, xin giúp con điều chỉnh lại để cái lời cầu nguyện của con thật sự đẹp.